Tiếp giảng sư kính mời toàn thể đạo tràng Đồng quan hỷ chấp tay niệm Phật cầu gia hộ Nam à Mô à Bồn à Sư Thánh à à ca à Mâu Nam à Mô Kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư An Tọa Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý năm nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 101 tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân. Trước hết xin toàn thể Đạo Tràng chúng ta dương cao một tràng pháo tay thật lớn thật dài để thành kính cùng đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm để ban bố pháp thoại chiều hôm nay cho đạo tràng tu học chúng ta. Kính thưa toàn thể quý năm nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là đại đức tiến sĩ Thích Trí Minh, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đạo tràng tu học của tăng ni và Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thầy đang là trụ trì chùa Hưng Thạnh tỉnh Đồng Nai, một lần nữa xin giới thiệu đến toàn thể quý vị. À, xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử đối với đại đức giảng sư chiều hôm nay của Đạo tràng tu viện Tường Vân chúng ta. À, không gì là xa lạ đối với hành giả khóa tu một ngày an lạc, vì đã rất nhiều lần đại đức tiến sĩ Thích Trí Minh đã quan lâm ban bố những pháp thoại cho Đạo tràng tu học chúng ta, và đặc biệt là một vị giảng sư rất là năng động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời bấy giờ, Thầy đã đi tất cả các đạo tràng trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh cũng như Đồng Nai cũng như các tỉnh để chia sẻ Phật Pháp. Đến đâu Thầy đều để lại những tình cảm và những dấu ấn vô cùng quan trọng đối với các đạo tràng tu học. Đặc biệt là lời thuyết giảng đầy sống động và rất hấp dẫn của Đại Đức Giảng Sư. Đặc biệt chiều hôm nay tại Tu Tư viện Tường Vân chúng ta vì Phật sự đột xuất À, thượng Tọa trưởng ban tổ chức đã cung thỉnh đại đức tiến sĩ về đây để ban bố một thời pháp thoại và đại đức đã à, không phụ lợi thỉnh cầu của thượng tòa trưởng ban tổ chức đã chấn tích quan lâm về đây quả là một à, phước duyên vô cùng to lớn cho toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc của chúng ta giờ phút này tất cả hành giả chúng con đang rất nóng lòng để đón nhận những lời pháp thoại của đại đức giảng sư chúng con kính cung thỉnh thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì tu viện tường vân kính bạch quý thầy cùng đại chúng tại tu viện tường vân cho con xin phép được gửi lời chúc sức khỏe vấn an đến thượng tọa trụ trì mong thượng tọa sống lâu hơn trăm tuổi à, cũng chúc quý thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong sự nghiệp tu tập phật giáo à, thầy kính chúc tất cả quý phật tử à, hôm nay là ngày víu quan âm á. thầy chúc là quan âm luôn luôn hậu trì cho quý phật tử và đặc biệt là sau này chúng ta có già có bệnh có chết thì lúc nào cũng có quan âm độ trì mình hết dạ. à, kính thưa quý phật tử thầy à, xin nghỉ giảng lâu rồi từ trước tết nhưng mà à, thượng tọa trụ trì à, bận phật sự gấp quá thì cách đây hai ngày có nhờ thầy à, phụ trách dùm cái buổi sinh hoạt hôm nay thì thầy cũng à, điếc không sợ súng nhận đại <laughs> thầy cũng không biết giảng gì giờ nhưng mà trên đường đi thì mới sực nhớ là hôm nay là lễ quan âm á viết quan âm là ngày 19 tháng 2 âm lịch thì à, Hôm nay vía Quan Âm thầy cũng xin uh, nói về cái gì nó liên hệ đến Bồ Tát Quan Âm được không? Có hai phần. Phần thứ nhất là cái truyền thuyết của Bồ Tát Quan Âm thì thầy cũng có nói một cái bài ở chùa Văn Pháp rồi. Thì cái phần đó thầy cũng xin nhắc lại tại vì mỗi một lần vía mình nhắc cho nhớ phải không nè. Uh, thầy đi học chứ thầy cũng học bài cũng lâu thuộc lắm, phải học đi học lại nhiều lần. Rồi sau này ra trường đi dạy á, có nhiều khi cái bài mình dạy mình dạy cả chục lần á không có coi trước vô dạy cũng quên à, à cho nên người vía quan âm chứ hỏi phật tử hôm nay ngày gì của vía quan âm ngày đảng sanh, ngày thành đạo hay ngày xuất gia thì chúng ta biết không xuất gia hả đảng xanh quá giỏi quá vậy dạ yeah. cho chàng phá tay coi trời ơi vậy xong rồi bài giảng nay hết rồi biết hết rồi dạ yeah. à chúng ta có mấy ngày vía quan âm trong năm à, ngày 19 tháng 2 là vía quan âm gì đảng sanh 19 tháng 6 thành đạo 19 tháng 9 xuất gia rồi ủa mở đâu ra ba ngày đó vậy ở đâu vậy trong kinh ghi hả hay sao ở trong sách hả à, ở sáng có giảng rồi hả Wow, vậy là rành quá rồi <laughs> à, rồi sáng nghe giảng là thầy xin khảo bài một chút coi rồi cái ba uh, ngày đó là tại sao có ba ngày đó vậy ủa không biết luôn hả <laughs> à, tiền dây nè tính ngưỡng quan âm bồ tát á, là nó có từ bên ấn độ lận cơ bên ấn độ á, thì tính ngưỡng quan âm đã đi sâu vào người dân rất là à, lâu rồi thì à, từ thời mà Đức Phật ngài cũng đã từng thuyết ngài đã từng giảng về Bồ Tát Quan Âm nhưng mà rất tiếc thì có những cái bộ phái như là bộ phái thượng tọa bộ bộ phái Phật giáo nguyên thủy á, thì vì không có được nghe mấy cái bài kinh đó tức là sư phụ mình cái lúc mà học với Phật Đức Phật á không nghe cho nên không có truyền cho đệ tử rồi đệ tử cũng không truyền cho đệ tử cháu rồi đệ tử cháu cũng không truyền cho đệ tử chắc chút chích cho nên là kiết tập kinh điển không có vị Bồ Tát Quan Âm ở trong hệ thống kinh điển. Đặc biệt là trong hệ thống Nikaya của Thượng Tàu Bộ không có Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà có một số đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất chẳng hạn thì đã từng được Đức Phật giảng về hạnh tu của Bồ Tát Quan Âm nữa cơ. Ví dụ như kinh gì? Xá lợi Phất mà đâu Pháp qua đó vô tận ý Bồ Tát mới có phẩm mà phẩm phổ môn trong kinh pháp hoa là bồ tát vô tận ý còn ngày xá lợi phất hàng ngày đọc kinh ra rã mà quên hết chưa xá lợi phất quán tự tại bồ tát hành thăm bát nhã à bát nhã tâm kinh này xá lợi phất sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc đúng không đó thì cái bài kinh đó là đức phật dạy cái hạnh tu của bồ tát quan âm cho xá lợi phất mà chúng ta đọc hàng ngày thông không để ý đúng không nè? Đó. đọc như là cái máy cassette. xét <laughs> rồi cho nên hôm nay thì nói cái phần đầu là những cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm trong Phật giáo để chúng ta nhắc lại thứ hai là thầy nói về cái pháp tu của Bồ Tát Quan Âm để chúng ta ứng dụng được cái phần nào để chúng ta hết khổ được không nha Bồ Tát Quan Âm ra đời để cứu khổ mà thì mình phải bắt trước ngày mình tu làm sao hết khổ mới được nha rồi thì cái phần thứ nhất thầy xin trình bày đó là cái uh, truyền thuyết Bồ Tát Quan Âm chúng ta có được ngày hôm nay nhất là ba cái ngày vía này không phải ở Việt Nam không đâu quý Phật tử mà các nước Phật giáo ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc ví dụ như Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Hàn Quốc, Nhật Bản đều chọn ba cái ngày này ngày vía Quan Âm hết. Nguyên nhân là từ cái truyền thuyết Quan Âm diệu thiện ở bên Trung Quốc á. Ngày sáng có nghe cái này không? À đó thì công chúa thứ ba á, nha của một ông vua nào đó thời điểm chưa xác định ha. Nói rằng bên Ấn Độ là vua nước Hùng Lâm ở đâu vùng Nam Ấn á. Thì à, tại vì cái vùng đó nó có một cái hòn đảo gọi là núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà gọi là Potala nằm ở phía nam Ấn Độ nó giống như là à, Phú Quốc ở Việt Nam mình đảo Phú Quốc vậy đó nha. Quý hồ tử có đi Phú Quốc chưa? Hình à, như là phải đi trên một chiếc thuyền ha chiếc tàu đi qua, qua biển là mới tới cái đảo đó 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 thì ở phía nam ấn độ sát với lại đất nước ấn độ á bán đảo ấn độ á cũng có một cái hòn đảo tên là phổ đà nơi đó là nơi mà công chúa dự thiện sau này về đó ẩn tu á nha đó thì cái lúc mà công chúa dự thiện à, ra đời á thì người ta lấy cái ngày đó ngày 19 tháng 2 được không nha. rồi lúc mà công chúa dự thiện tu hành đắc đạo á thì là ngày 19 tháng 6 còn cái lúc mà công chúa dự thiện đi tu á cải lệnh cha không chịu lấy chồng á đi tu á thì 19 tháng mấy 9 tháng 9 nha vậy người nữ nào đi tu bắt trước bồ tát quan âm lấy 19 tháng 9 là chắc ăn ha sẽ thành đạo rồi xin thưa quý phật tử à, đó là cái truyền thuyết công chúa dự thiện mà người trung quốc đã không biết vô tình hay cố ý lấy cái ngày 19 19 19 đó để mà À, kỷ niệm hay là vía vía có nghĩa là nhớ lại á, nha à, những cái ngày trọng đại của công chúa dự thiện đó thì à, khi mà các bậc à, tôn túc của chúng ta nghiên cứu vấn đề này á, thì có một vị hòa thượng là hòa thượng từ thông đó quý phật tử nha hòa thượng có à, nghiên cứu kỹ lắm hòa thượng dạy kinh pháp hoa mà hồi đó ở chùa vĩnh nghiêm á, hòa thượng dạy kỹ lắm Hòa Thượng có dạy rằng là sở dĩ mà lấy ngày 19 đó là bởi vì Hòa Thượng là cũng dạy về duy thức học nữa, dạy về pháp số trong Phật giáo nữa. Mà trong kinh Bát Nhã thì chúng ta thấy Bát Nhã Tâm Kinh đó, để nói là quán chiếu ngủ uẩn dây không thì sẽ vượt qua hết tất cả các khổ ách. Trong đó thì không có mắt tay mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh thương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, có nghĩa là 18 giới không có là sáu căn chúng ta không có thật nè sáu trần cảnh bên ngoài mắt sắc thấy sắc tai nghe tiếng á ha cũng không có thật rồi sự tiếp xúc của nó sinh ra sáu cái nhận thức tức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức thầy nói có nhanh quá không nhanh quá ha nhưng mà khóa tu này là y bài lĩnh đi rồi có nghĩa là trăm một rồi <laughs> tại vì thầy hồi nãy thầy nghe thầy tâm đạo giới thiệu là khóa tu trăm một cái thầy sực nhớ đến cái tháp một trăm một tầng ở bên đài loan á rồi năm hai nghìn năm thầy có dịp đi qua bên đó để uh, dự hội nghị phật quang sơn thì người ta giới thiệu đây là tháp cao nhất thế giới sở dĩ lấy con số một là bởi vì con số 1 con số lẻ nó khiến cho phát triển thêm lên thầy diện trăm là đứng lại chín chín là chưa đến đích 100 là đầy đủ nhưng 101 là Đài Loan còn phát triển nữa ý vậy đó cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng tháp đó xây 101 tầng à, y bà liền nghi á. thì khóa tu 101 này không phải chấm dứt mà còn tổ chức dài dài phải không cho nên nãy thầy chúc cho thầy chủ trì được 101 tuổi hơn 100 tuổi á nha <laughs> yeah. đó là cái ý của thầy muốn nói rằng là câu chuyện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây á thì nó giúp cho chúng ta cứ tiếp tục à, cái vấn đề mà kỷ niệm ngày để nhắc chúng ta tu thì đặc biệt là con số 19 chín là nó hơn con số 18 một số đúng không? 18 là bao gồm tất cả mọi thứ từ bên trong cho đến bên ngoài thế giới, từ con người cho đến vũ trụ là con số 18. Con người mình tính chung ra nó có 6 căn nè, à, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân là gần như hết cơ thể đó nha. Mắt là giác quan ha. Rồi Lỗ tai cũng giác quan Lỗ mũi cũng giác quan Cái miệng cũng giác quan Thân bao gồm toàn thể cơ thể mình Tứ chi đầu mình nha Rồi Ý là cái tâm phải không nha Thì như vậy Về nhân sinh quan á Là con người Về vũ trụ quan á Là bên ngoài á Thì gồm có Hình thức tướng bên ngoài là sắc chất nè ha Âm thanh Nữa gì nữa Mùi ha Rồi vị Được không nè Rồi gì nữa sắc thanh hương vị xúc là gì những cái gì nó xúc chạm vô các giác quan á và cái cuối cùng pháp trần là cái gì quý phật tử biết không chắc không biết đâu có học mới biết nha pháp trần là gì con pháp trần là trần binh pháp không phải pháp trần có nghĩa là những cái trần cảnh của hình ảnh nè âm thanh nè mùi vị nè nó in vô trong đầu mình nó thành là hình tượng ảnh tượng bóng dáng của tiền trần rơi vào trong tâm mình thì ta gọi là pháp trần được không ví dụ như hồi sáng ai giảng thưa quý phật tử thầy nhật hỷ là thượng tọa trưởng ban hoàng pháp đúng không thượng tọa à, hình như mất có hai mấy tuổi phải không à không phải mấy bao nhiêu tuổi sáu mươi mấy tại sao biết sáu mấy bảy mấy. mấy à, tại vì nhìn cứ khuôn mặt là biết đúng không Giống như nhìn mặt thầy là biết tám chục rồi Đúng không nè à Thì cái đó đó Cái gì mà hồi sáng quý Phật tử nhìn thấy Thượng tọa trưởng ban hoàng pháp Còn động lại trong đầu quý Phật tử Từ hình bóng cho đến âm Âm thanh Cái đó gọi là gì ta Pháp trần được chưa à Pháp trần là tiền trần lạc tạ Ảnh tử Tiền trần là trần cảnh bên ngoài nha Tiền cảnh á trước mặt mình á như nhà mặt tiền á ha đó tiền trần là cái trần cảnh ở trước mặt mình lạc tạ là rơi rớt vào bên trong giống như hoa lạc là hoa rơi á nha rồi ảnh tử có nghĩa là chủng tử hạt giống hình ảnh thôi chứ không có thật được không nè thì cái đó gọi là pháp trần nó là cái đối tượng nhận thức của tâm chúng ta phải không quý phật tử nha đó thì như vậy nói về cái thế giới và con người này chẳng qua chỉ là cái trần cảnh con người và cái nhận thức của chúng ta về thế giới phải không, quý phật tử ta gọi là sáu thức á nha ví dụ con mắt mình thấy trần cảnh á thấy sắc cảnh á thấy hình ảnh á thì ta sinh ra một cái nhận thức gọi là gì thị giác hay là cái thấy cái thấy trong phật giáo gọi là nhãn thức được không à thưa quý phật tử như vậy thế gian này bị luân hồi sanh tử và sinh hoạt sống ở trong 18 cái món đó ta gọi là 18 cái giới đó, nha, giới là cái môi trường đó, nha, gồm có con người là sáu căn nha. Và sáu thức là nhận thức của mình nha. Và trần cảnh gọi là sáu trần được không? Gồm có hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và bóng dáng của nó trong tâm thức, hình ảnh của nó trong tâm thức. Như vậy thì cái sự đau khổ của chúng ta trôi lăn trong luân hồi đó sẽ được một vị Bồ Tát một vị Bồ Tát Vượt lên trên 18 cái thứ đó Vị Bồ Tát đó sinh ra vào ngày 19 Kỷ niệm của Bồ Tát Quan Âm Có một cái ý nghĩa rất sâu xa Đây là chưa tổ Trung Quốc đặt ra Chứ không phải tổ Ấn Độ Được không nè Tổ Trung Quốc là ai đặt ra vậy Theo sự nghiên cứu của thầy á Thì một vị tổ của Tông Thiên Thai Tên là Trí Lễ Trí Lễ chứ không phải Trí Khải nha Là một vị tổ kế thừa tư tưởng tông thiên thai của tổ trí khải và tổ trạm nhiên thì chính cái vị tổ trí lễ mà ngài tự xưng ngài gọi là pháp trí đại sư á thì vị tổ này tông thiên thai quý phật tử biết là một cái tông phái rất mạnh vào đời đường và cái tông này trì cái kinh pháp hoa để mà tu trong kinh pháp hoa có phẩm phổ môn bồ tát quan âm nha được một vị à, đại trưởng lão của Phật giáo Việt Nam mình là Hòa Thượng Thượng Trí Hào Quảng đang hướng dẫn Phật tử tu học theo Kinh Pháp Hoa. Và cái góc gốc gác của Pháp Hoa Tông ở Việt Nam mình là từ Nhật Liên Tông bên Nhật Bản và Nhật Liên Tông lại xuất phát từ Thiên Thai Tông bên Trung Quốc. Được không? Đó. Thiên Thai Tông do Ngài Trí Khải Đại Sư sáng lập vào thế kỷ thứ bảy. Thì trải qua ba thế kỷ đó, 300 năm đó, thì từ đầu đời nhà đường kéo dài cho đến cuối đời nhà đường bên Trung Quốc là thế kỷ thứ 10. Đầu đời Tống, cuối đời đường, nằm cái giữa thời kỳ của đời Tùy. Ấy. thì lúc đó là quốc gia loạn lạc, dân chúng khổ sở làm than, đau khổ cùng cực. Chiến tranh liên miên, các sứ quân ở các vùng biên ải nổi lên, thành lập ra các vương hầu riêng, tấn công triều đình trung ương của nhà đường. Nhà đường lúc đó suy yếu lắm. Vua quan tối ngày làm thơ đường không à? <laughs> tối ngày cứ lo làm thơ rồi ca ngợi sắc đẹp nhất là có một vị vua là Đường Huyền Tông say mê nàng Tây Thi á nha đến nỗi mà xém mất nước á nha vào tay An Lộc Sơn á thì đã khiến cho Phật giáo suy tàn thế thì cái tín ngưỡng quan âm bây giờ sẽ là cứu nhân độ thế cho người dân Trung Quốc lúc đó những các tông phái khác dường như là bị mai một từ từ đi riêng cái tông thiên thai thì phát triển rất mạnh và lúc đó có một vị tổ sư tên là trí lễ ngài viết tác phẩm gọi là quan âm sớ ký tức là ngài giải thích về bồ tát quan âm đi vào trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh atula người trời với sáu hình tướng ví dụ như quan âm đại từ quan âm đại bi rồi quan âm từ hàng quan âm là quan âm cởi thuyền á nha trên biển để cứu độ nhân gian á từ có nghĩa là từ bi hàng là chiếc thuyền Bởi vì cái thời đó đạo lão cũng phát triển rất mạnh Và có một vị chân nhân ở bên đạo lão tên là Từ Hàng Chân Nhân Cũng mặc áo trắng, cũng đi cứu nhân độ thế Và Ngài Trí Lễ đã lấy cái hình ảnh của cái ông Từ Hàng đó Để xây dựng nên Bồ Tát Quan Âm Từ Hàng Tức là thuyền từ cứu độ chúng sanh ở trên biển đây là suy diễn của chính cá nhân thầy thôi nha, nha. là đã xây dựng nên gọi là lục quan âm á, sáu cái hình tượng quan âm mà bây giờ người ta có bán sáu hình tượng quan âm ở ngoài mấy cái cửa hàng bán tượng quan âm á nha. Thì để nói cho Bồ Tát đi vào trong sáu cõi cứu độ chúng sanh. Đó. Ví dụ như từ hàng quan âm là cứu độ chúng sanh ở dưới địa ngục chẳng hạn. Đó. Thế thì thưa quý Phật tử, chính vị đại sư trí lễ này hay là pháp trí đại sư này đã xây dựng cái mẫu người là chuyển từ thân nam thành thân nữ để chúng ta có hình tượng Bồ Tát Quan Âm với dạng người nữ ngày nay đó quý Phật tử. Vào cuối đời đường vào thế kỷ thứ 10 thì đầu thế kỷ thứ 10 người ta còn thấy ở động Đôn Hoàng ở vùng Tây Bắc Trung Quốc á, còn vẽ Bồ Tát Quan Âm với dạng hình nam có râu đàng hoàng nha quý Phật tử. Dạ. với cái mẫu Ấn Độ á nha. Nhưng mà đến cuối thế kỷ thứ 10 Cuối thế kỷ thứ 10 là khoảng năm 960 mấy trở đi đó, tức là cái năm mà trí lễ đại sư xuất hiện á thì lúc đó trong động đôn hoàng đã xuất hiện hình ảnh gọi là quan âm đại sĩ quan âm đại sĩ đại sĩ là lai tạo giữa các cái vị đạo sư từ hàng của đạo lão và bồ tát quan âm của đạo phật thì như vậy là quan âm đại sĩ của tông thiên hai với sáu cái hình tượng đi vào sáu địa ngục và với hình tượng người nữ quý phật tử mặc áo trắng gọi là bạch y quan âm nó quý phật tử đó đã xuất hiện và ảnh hưởng từ đó và cũng từ đó mà có cái ngày viết quan âm bồ tát tại trung quốc Để tự hiểu ý ha đó. và kéo dài cho đến đời tống đời tống là cái đời mà chúng ta coi phim bao công đó quý phật tử nha đó. thì đã lấy ba cái ngày đó là ngày mà cái công truyền thuyết công chúa diệu thiện cũng xuất phát từ cái thời điểm đó để cho nhân gian kỷ niệm bằng ba cái ngày 19 được không? Ba ngày 19. Bồ Tát Quan Âm Đảng Sanh là nói về sự uh, sự sống ở trong cuộc đời này này nha là Bồ Tát Quan Âm ra đời nhưng mà không phải ra đời vào ngày 18 mà ra đời ngày 19 mới lạ ra đời ngày 19 là để nói là ngày xuất hiện nhưng mà không có bị sáu căn sáu trần sáu thức trói buộc á quý tử hiểu không ngày xuất hiện ngày 19 được không rồi và sau khi mà không bị nhiễm trần và cái cuộc đời công chúa dự thiện đã chứng minh cái điều đó vua cha có ba người con gái mong muốn có một đứa con trai mà không có đứa nào nói giỏi hết hai người chị thì hư hỏng nhưng riêng công chúa thứ ba tên là diệu thiện đó nha thì lại rất là ngoan hiền và khi lớn lên thì vua cha mới muốn gả công chúa diệu thiện cho hoàng tử của một cái vương quốc kế bên để mà gọi là hôn nhân chính trị đó quý phật tử đó nhưng mà công chúa diệu thiện nói nếu vua cha mà đáp ứng được cho con trả lời được câu hỏi ba câu hỏi này của con nếu con đám cưới á thì con sẽ lấy chồng thứ nhất là nếu đám cưới mà khiến cho con không có bị bị gì già được chưa nếu đám cưới mà con không có già con trẻ mãi á thì con lấy chồng liền thứ hai nếu đám cưới mà khiến cho con không bao giờ bị bệnh á nha thì con sẽ lấy chồng thứ ba nếu con lấy chồng mà con sẽ không bao giờ chết á thì con lấy ngay à nha rồi ba đáp ứng được cho con cái ông chồng nào mà giúp cho con không già không bệnh không chết thì con cưới liền cái vua cha nó ở đời làm gì có cái ông ông chồng nào vậy đừng làm khó cha đừng làm khó trẫm con chú mới nói chứ có chứ à, vua cha kiếm giùm con một bậc một, một ông bác sĩ mà bác sĩ này là vua của các bác sĩ á tức là đại y vương á nha thì vua cha mới nói làm gì có ông bác sĩ đó thì một nhà trong chú điện nó có chứ có ông phật á <laughs> à, có đức thế tôn á là cái người mà có thể cho con không già không bệnh không chết á nha nhà vua lắc đầu vua nói vậy thì chỉ có vô chùa mà, 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 mà kiếm ổng thôi thế là vậy thì con đi tu thế là quyết định đi tu được không vua cha cản cách mấy cũng không chịu thì lúc đó vua cha mới nói chứ à, con đi tu thì con lại cái chùa đại tướng quốc đó con tu thì đi vô đó tu thì ông vua bắt cái vị thầy chủ trì tại vì hồi đó thầy chủ trì là vua ban cái chức tăng can là 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 cái chùa đó đó nha. Thì vua biểu cái gì phải làm cái đó. Vua nói đó là may mấy cái y cái áo cho cái cô tập sự Sajini này cho thật là chật chội để cổ mặc cái đồ tu cổ thấy không có thoải mái gì là cổ về lại trong triều đình tại vì triều đình là mặc áo tay rộng giống như thầy đang mặc áo tay rộng <laughs> à, áo thùng thình của người người hoa đó nha Đà. thế thì vô trong chùa đáng lẽ cũng mặc áo thùng thình giống như vậy chứ ai về đâu mai áo cái tay thì chật nít mặc vô thì nó bó sát người luôn để cho cổ cảm giác là không đi tu không có gì sung sướng nhưng mà cổ vẫn nhẫn nhục cổ vẫn làm công quả từ sáng đến chiều từ chiều đến tối thậm chí giữa khuya mọi người đi ngủ công việc đã xong thầy chủ trì cũng bắt chú tiểu diệu thiện này thức dậy để mà gánh nước bữa củi để sáng mai nấu cơm sớm cho đại chúng nhưng mà công chúa vẫn làm như bình thường không có sợ cái vấn đề khổ cực gì cả sau đó thì nhà vua mới thấy không có lung lay được ý chí của con gái mình ổng thấy bị xúc phạm cái ngã của ổng bị xúc phạm cho nên ổng mới ra lệnh là nhà chùa bắt buộc phải hành hạ cổ nhiều hơn nữa đánh đập cổ nhiều hơn nữa thì nhà chùa cũng làm nhưng mà cô cũng không sờn lòng thì nhà vua thấy thôi bây giờ đốt luôn cái chùa cho rồi nha ông nổi sân á thế là ông đốt cái chùa đó khi đốt cái chùa đó thì tự nhiên có hai truyền thuyết một truyền thuyết là mưa trên trời sấm chớp nó làm tắt cái lửa nha truyền thuyết thứ hai là có con cọp trắng ở đâu trong rừng nó ra tha cái cô ni đó đi được không tha cô ni đó đi cô ni đó về núi hương tích Tu. rồi núi hưng tích tu xong thì đi qua tây phương cực lạc với đức phật a di đà tu huynh tây phương cực lạc tây phương cực lạc tu cũng không yên mới bắt đầu mới lên trên cõi trời cái truyền thuyết này thầy đọc bằng tiếng anh nha. chứ không có trong tiếng việt đâu được không dạ. thầy đọc bằng tiếng anh nha thế thì à, từ trên tây phương cực lạc thông chúa dự thiện mới bay lên cõi trời để làm chi vậy để dùng cái ánh mắt từ bi của mình đó nhìn chúng sanh coi chúng sanh kêu khổ mình đến cứu được không ở trên cao nhìn xuống mới được nha đó. thế thì trên cõi trời á, ngài nhìn cõi trời đau lợi á, ngài nhìn xuống thấy chúng sanh mà kêu lên khổ quá thì ngài xuống ngài cứu tức là nghe tiếng kêu bằng con mắt chứ không phải bằng lỗ tai lý do tại sao mà nghe bằng con mắt thưa quý phật tử cái này tới đâu thầy giải thích tới đó luôn nha sợ để hứa hồi nó quên được không À, có khi thầy đi xa quá phí phật tử kéo thầy về đề tài chính được không nhà yeah. thầy không có chuẩn bị cái gì hết chuẩn bị gì chứ rồi <laughs> cứ nói tới đâu tính tới đó thưa quý phật tử sở dĩ mà bồ tát quan âm á, dùng con mắt mà nghe được âm thanh á, cái chuyện đó mình thấy phi lý chứ không có phi lý cái người tu chứng đạo làm được hết ngày nay các nhà khoa học vẫn làm được cái chuyện đó bác sĩ vẫn làm được cái chuyện đó quý phật tử tin không mà làm ở cái dạng sơ sơ khai thôi nó gọi là quá thô sơ chứ không phải là vi tế như là bồ tát quan âm đâu như là những người tu hành đắc đạo đâu ví dụ như thầy lấy ví dụ nha quý phật tử có em bé trong bụng bắt đầu đi vô coi nó con trai hay cái thì phải đi làm gì à đúng rồi nha chứ không còn gọi là mắt thần y khoa được không Đó. mắt thần mà nghe được tiếng mới lạ tức là làm sao có một cái đầu dò biết cái đầu dò không cái mà bác sĩ đưa lên trong bụng mình đó nha cái đầu dò đó nó phát ra cái sóng âm sóng âm này tần số trên 20.000 hz gọi là sóng siêu âm được không nó vừa phát ra cái sóng âm và đồng thời nó thu cái sóng âm dội ngược về nữa thì cái sóng âm đó nó đụng đến cái chỗ không khí thì nó dọn được đi luôn mất nó gọi là đi lạc luôn nó mất tích luôn cho nên nó hiện lên cái hình ảnh màu đen trên cái cái hình màn hình siêu âm á nha, còn nếu như nó đụng xương á thì nó đặc quá cho nên nó dội gần như trăm cho nên tín hiệu nó mạnh cho nên nó có màu trắng được không? Nó đụng thịt á thì cái màu xám xám nha, nó đụng mỡ á thì cái màu nó mờ mờ hơn được không nè, tức là nó đen hơn á nha Thế thì đụng vô cái gan đang nhiễm mỡ một cái thấy chỗ mờ chỗ sáng tức là chỗ đen chỗ sáng chỗ đen chỗ sáng, ta gọi là gan nhiễm mỡ ví dụ mà cái gan bình thường thì nó mịn nó một cái màu đồng nhất à nha thầy lấy ví dụ vậy đó thì rõ ràng âm thanh sẽ được đầu dò thu nhận rồi chuyển qua máy vi tính để biến thành hình ảnh đúng không cho bác sĩ nhìn chứ bác sĩ có nghe đâu nha. như vậy bác sĩ thấy cái gan bằng mắt nhưng mà thông qua tiếng là âm thanh được chưa đó cho nên cái chuyện bồ tát quan âm gọi là cao thủ siêu âm rồi nha không cần đầu dò mà đầu dò được phát ra từ con mắt của Ngài Phóng ra một cái đạo hào quang soi xuống nhân gian Muốn soi xuống thì phải lên trời soi chứ Đúng không? Chứ ở bên Tây Phương soi qua nó xa quá Phải không nè? Đó. Cho nên trên trời soi xuống Và thấy được cái tiếng kêu Ngài sẽ chuyển cái tiếng kêu đó thành sóng ánh sáng Một loại ánh sáng đặc biệt mà không phải ánh sáng bình thường Gọi là ánh sáng không thấy được Được không nè? Ánh sáng này sẽ truyền qua không gian bay lên cõi trời để ngài thu lại bằng con mắt của mình con mắt là đầu dò vừa phát vừa thu nha là đồng thời ngài thấy thấy thì trong não dịch ngay sang là tiếng kêu đó là cái gì ngươi tử hiểu không nha cho nên từ nhãn thị chúng sanh con mắt từ nhìn chúng sanh là khoa học lắm với phật tử không có gì viển vông hết trơn á thì nói thật á nha khoa học ngày nay đã chuyển ánh sáng thành âm thanh âm thanh thành ánh sáng để nhìn để nghe Ví dụ như cái thiên hà Nó cách mình 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ năm ánh sáng Ánh sáng nó bay đi 3-4 tỷ năm mới tới trái đất Thì hai cái thiên hà khổng lồ gồm hàng tỷ ngôi Sao mặt trời đó, nó đụng nhau Nó di chuyển sao nó đụng nhau cái nó nổ một cái đùng một cái Nó nổ một cái đùng á Thì nó vừa lóe ra ánh sáng nữa Khoa học ngày nay không lấy được âm thanh Từ cái hai cái vụ nổ thiên hà đó Nhưng họ lấy được ánh sáng từ đó Thưa quý Phật tử âm thanh không truyền qua vũ trụ được, ta nhớ nha. Cái này rất khoa học là sở dĩ nếu như mà Bồ Tát Quan Âm trên cõi trời mà nghe âm thanh của chúng sanh bằng lỗ tai là phi khoa học ngay tức khắc. Nếu phi khoa học thì sau này lớp trẻ nó lớn lên nó nói là Bồ Tát Quan Âm nghe bằng lỗ tai, con không có tin nha. Tại sao vậy? Tại vì âm thanh không bao giờ truyền ra qua được cái môi trường không có không khí được không này. Cái sự rung động của không khí nó đem âm thanh đi theo. Còn nếu ở bên ngoài vũ trụ không gian là chân không. Chân không không có không khí, không có không khí âm thanh không truyền qua được. Cho nên những phi hành gia mà đi ra ngoài không gian nói chuyện với nhau không có nghe, nhưng chui vô trong phi thuyền hay là trạm liên hợp á, họ không cần cái nón bảo hiểm á họ nói chuyện nghe được tại vì trong đó nó có không khí oxy nitơ người ta bơm vô giống như trên trái đất vậy đó nha vì vậy mà trong kinh nói rằng bồ tát quan âm nghe âm thanh kêu khổ bằng con mắt là khoa học với tự nhớ chỗ đó nha sở dĩ khoa học là bởi vì đức phật thấy làm sao nói như vậy à, giống như cái cõi tây phương làm sao mô tả lại như vậy nó rất là khoa học nhiều người nói rằng không có cõi tây phương nhưng mà thầy suy luận gián tiếp thầy thấy cõi tây phương có thật là bởi vì thầy thấy ví dụ như đất ở cõi tây phương mà nó bằng đất cát như của mình á thì những cái tòa nhà tức gọi là đài cát á mà đài cát nó được làm bằng kim lợi quý nè đá quý nè vàng bạc giỏi gì nữa à lưu ly xà cừ xích châu mã não mấy cái thứ đó nó nặng lắm với phật tử một ngôi nhà mình xây bằng xi măng không là phải đào móng đúng không thôi nó lúng không những đào móng ở miền tây còn giọng cừ nữa giọng cừ rồi mới đổ cái móng lên chung thôi nó lúng luôn cái tháp của sư phụ thầy á nó có chút xíu à tháp sư phụ thầy ngang có hai hai chục mét rộng hai chục mét thôi 15 mét à mà giọng cừ á tại miền tây là sông nước mà cừ là cừ bằng bê tông á. cái cột bê tông á giống như người ta làm hàng rào á là máy á, nó nhấn nhấn xuống hàng ngàn cái cọc như vậy á rồi bắt đầu mới dám đổ bê tông lên trên rồi mới đặt cái áo quang của sư phụ xuống rồi đổ bê tông một lớp nữa rồi mới xây cái tháp lên để khỏi bị lún tử hiểu không nha. Nếu cõi Tây phương mà được cấu tạo bằng đất thường á thì những cái tòa nhà được xây bằng kim loại quý có nghĩa là vàng nó nặng lắm, nó nặng hơn sắt nha. Phân tử khối nó tới 92 nguyên tử khối đó. Còn trong khi sắt nó có mười mấy à nha, nó nặng gấp mấy lần sắt. Đó. Nếu mà cái tòa nhà đó được cấu tạo bằng vàng mà đất thì là gọi là đất thường á phi khoa học liền một người đó tưởng tượng nó cõi tây phương rồi bịa ra kinh nai Di Đạ thầy bảo đảm là cái người đó bị hố <laughs> hố là làm sao là người đó sẽ Sẽ không có kiến thức khoa học sẽ nói rằng đất thường mà nhà bằng kim loại là kêu liền nha đó. nhà thì bằng kim loại quý là rất nặng đương nhiên đất nó phải bằng kim loại quý hoặc là một cái loại gì đó chắc hơn kim loại là kim cương đúng không nha kim cương nó chắc hơn hoặc là bằng vàng luôn đó do đó mà cây cối nhà cửa rất là lớn thì đương nhiên đất nó không phải là đất thường đất phải là vàng đất phải là kim cương quý phật tử hiểu không nha nó mới có sức chịu đựng và như vậy bà hoàng hậu vi đề hy trong kinh quán vô lượng thọ thấy cõi tây phương là thấy bằng mắt mình cũng là do đức phật thích ca mâu ni dùng cái đầu dò hay là gọi là truyền hình trực tiếp đó quý phật tử giống như máy phát máy thu của cái bây giờ người ta gọi là livestream á quý phật tử có hiểu không nha à, đáng lẽ là mốt mình dịch kinh na di đàm như nè một thở nọ ha đức thế tôn ở kinh quán vô lượng thọ nha chứ không phải kinh a di đà đức thế tôn ở tại ngục tù của vua tần bà sa la lúc đó tần bà sa la đã bị vua a sa thế bắt giam trong ngục tối và chuẩn bị bỏ đói cho đến chết hoàng hậu vi đề hy đem mật đem à, nước uống đến cho vua cha thì bị thằng con trai là a xà thế phát giác rồi ông ta liền rút gươm định chém chết mẹ lúc đó thì có thái tử kỳ bà có nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh cho đức phật á à, có hoàng tử kỳ bà mới cản lại nói rằng là giết mẹ là nhà vua không còn nhân tính nữa không xứng đáng dòng giỏi vua chúa thì sẽ bị đảo chánh đó nha thì vua mới sợ không dám giết mẹ lúc đó bà hoàng hậu vi đề hy mới quỳ xuống đất khóc lóc mong đức thế tôn hiện ra trước mặt và làm sao cho bà hết khổ lúc đó đức thế tôn hiện ra được không nhớ cái chuyện đó không nha cùng với ngài a nan gì đó Rồi lúc đó thì đức thế tôn từ giữa hai trận mày à, tức là phát ra một cái luồng hào quang chiếu khắp mười phương chư phật sau đó luồng hào quang đó vây quay về trên đỉnh đầu của ngài tụ thành một vần hào quang lớn trên đó hiện ra các cõi phật hoàng hậu vi đề hy nhìn các cõi phật giống như là truyền hình trực tiếp nha Giờ mình sẽ sửa lại nha ha. Đó. là à, lúc ấy Đức Thế Tôn dùng camera của tự thân được chưa nè. À, 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 quay phim tất cả các cõi Phật, sau đó dùng vệ tinh nhân tạo luôn, vệ tinh tự thân luôn nha. Thu lại sóng à, đã phát ra và đồng thời dùng công nghệ 10.0 chứ không phải 4.0 nữa nha. <laughs> Chiếu là phát lên trên đầu, tức là không cần màn hình được chưa nè. À hình ảnh của 10 cõi Phật. Lúc ấy bà hoàng hậu Vi Đệ Hy thấy được cõi Tây phương Cực Lạc sao nó giống trái đất quá đi nha. cũng có hoa sen, cũng có người đi bằng hai chân nhân dân chứ không phải giống như là người ngoài hành tinh, đúng không? Cho nên bà phát nguyện về đó, được chưa nè? Và lúc đó thì bà nói Đức Thế Tôn mô tả cho con để mà cho con nói lại để đời sau biết mà về Tây phương tin tưởng đúng không nè? Cái câu chuyện đó mô tả cõi Tây phương gồm có bảy lăng lan can, bảy hàng cây báo vân vân, đất bằng cái gì, rồi gì, lâu đài đài cát cây cối bằng cái gì nha. Rất là khoa học quý Phật tử. Nếu một người mà không tự mắt thấy thì sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ nói một cách khoa học được như vậy. Đó. Không bao giờ nói khoa học. Cho nên thầy tin. <laughs> ừ, tự tin không tự tự nha. Tin có thế giới đó đó có thế giới đó. thế giới làm bằng kim loại quý đó, nha bằng vật chất quý đó. thế thì bồ tát quan âm cũng vậy nữa không phải ngẫu nhiên mà trong kinh nói ngài dùng con mắt để nghe âm thanh nếu mà ngẫu nhiên hoặc là tưởng tượng ra thì người ta sẽ nói rằng bồ tát quan âm sẽ dùng cái lỗ tai của mình để nghe âm thanh lúc đó chúng ta sẽ phản đối nha ở ngoài không gian âm thanh có truyền đi được đâu mà ngài nghe đúng không nè do đó Ngài chỉ thấy ánh sáng thôi Mà thấy ánh sáng vẫn nghe được tiếng Cái đó là Cái đó là gì? Cái đó là bản chất của con người đó quý Phật tử Tổ tiên của loài người theo Phật giáo Chúng ta không phải từ loài khỉ làm thành loài người Như là học thuyết Đắc Uyên Của Sát Lê Đắc Uyên không phải Mà tổ tiên của chúng ta Vốn là chư thiên Chết rồi hết phước Tái sanh xuống dưới đây Nhưng gì cái hoàn cảnh của trái đất lúc đó chưa có ánh sáng trái đất nó không phải tách ra từ mặt trời đâu một hành tinh lan sang bị mặt trời bắt thì sao á nha lúc đó là nó tối tâm không có mặt trăng không có mặt trời toàn bộ trái đất toàn là nước không à thì chư thiên ở cõi trời quang âm tái sanh xuống đây á không phải họ di cư nha đừng nói rằng tổ tiên chúng ta là người ngoài hành tinh di cư đến không trong kinh nói rằng họ chết đi ở cõi trời quang âm hóa sanh họ liền xuất hiện tại trên trái đất không phải là thai sanh mà là họ biến ra được không quý phật tử yeah. họ là cõi trời quan âm thiên quan này có g khác với bồ tát quan âm là không có g quan là ánh sáng chư thiên mà ánh sáng rực rỡ của cõi nhị thiền và họ nghe bằng ánh sáng quý phật tử tổ tiên chúng ta nghe bằng ánh sáng tổ tiên chúng ta không nghe bằng lỗ tai tổ tiên chúng ta nghe bằng ánh sáng cho nên gọi là quan âm dùng ánh sáng là quan để nghe âm thanh ở trên trái đất này cho nên gọi là quan âm thiên được không? đó và sau này thì khi mà mặt trời mặt trăng xuất hiện á, à, thì lúc đó là dưới đất nó có sự quan hợp, nó sinh ra thực vật, nó sinh ra à, nấm nè, nó sinh ra dây leo nè, rồi nó sinh ra đất nè, rồi nó sinh ra lúa nè, lúc đó chư thiên có trời quan âm cái thấy nó lạ lạ, ăn thử nếm thử cái thân thể nó bị thô đi, nó không còn ánh sáng, thần thông biến mất cho nên trở thành tổ tiên của chúng ta lúc đó nam căn nữ căn xuất hiện bởi vì lúa là một cái loài thực vật mà lưỡng tính nó có bông bông nó nhụy đực nhụy cái nó thụ phấn á nha khiến cho nam tính nữ tính của chư thiên xuất hiện và có sinh ra người nam người nữ đó như vậy thì bồ tát quan âm nghe bằng ánh sáng được không là đúng không có sai nha rất khoa học đó muốn được như vậy phải thoát khỏi ba cõi tức là thoát khỏi 18 giới để mà sống vượt lên trên đó cho nên lấy ngày 10 mười mấy 19 nhớ chưa ha còn tại sao tháng 2 tại sao tháng 6 tại sao tháng 9 thì thầy không biết luôn nha <laughs> tự tự mốt tìm hiểu thêm cho thầy được không chỉ biết là ngày 19 là vậy thôi à rồi tiếp tục à rồi truyền thuyết quan âm hồi nãy giờ nói được mấy phút rồi nhiều quá ha dạ yeah nhiều lắm quý Phật tử quan âm mà kể ra cả buổi mới xong nha thì quý tử biết hết rồi cái gì thầy khỏi kể nữa nha thôi bây giờ chuyển qua cái thứ hai đi được không để quan âm tự đọc một sách nha rồi chuyển qua cái thứ hai thầy chỉ nói cái gì mới mới mà quý tử chưa nghe thôi về trường thuyết quan âm á được không nè còn muốn nghe nữa thì có cái bài chùa Hoàng Pháp thầy nói luôn cả tiếng đó đó <laughs> nói tùm lum nó chồng hết trơn á rồi bây giờ thì còn quan âm diệu thiện đâu có sẵn trên mạng về đọc là biết liền rồi bây giờ đó, là đến cái giai đoạn gọi là mình bía quan âm là nhớ quan âm nhớ quan âm không phải là đi cầu nguyện quan âm ngày hôm nay nó linh không phải đâu không phải bồ tát quan âm có thương chúng sanh không? mình thường gọi bồ tát quan âm là gì mẹ gì ác mẫu hay hiền mẫu mẹ hiền thì giờ mình hư cũng thương mà mình ngoan mẹ hiền cũng thương mình đúng không thì mất mới gì mình đang không có tiền mà ngài không cho tiền mình đúng không nè mới gì mình bán nhà cũng được không cho mình bán nhà mất mới gì người ta thiếu nợ biểu mình trả tiền mà mình đòi nợ mà người ta không trả đúng không nha à nhưng mà thưa quý phật tử nếu mà bồ tát quan âm mà làm cái kiểu đó đó thì chúng ta càng ngày càng hư chúng ta càng ngày càng ác chúng ta càng ngày càng lười biếng chúng ta càng ngày càng sao càng thói hóa giống tức là không còn loài người mà tái sanh làm súc sanh xuống ma đói địa ngục ngạ quỷ súc sanh bởi vì sao vậy cái lòng tham của mình nó không có hết được một rồi muốn mười không có đấy nha một muốn mười à, đó cho nên á thưa quý phật tử và tá quan âm biết được cái chuyện đó cho nên ngài có thần lực ngài có thể xoay chuyển càng khôn đáp ứng nhu cầu của mình á nhưng ngài biết rằng cho một nó sẽ trả quả tới mười á nha Ví dụ như cầu được cái gì Ban cho cái đó đó Là nó tạo ác thêm Nó tăng trưởng tham sân si Thì cái quả của nó phải gánh cái ác nghiệp Gấp 10 lần cái mình cho một đó Giống như một đứa con Nó đòi tiền chơi game Mình cho nó 50 ngàn Nó ra nó chơi game Thì cái hậu quả của nó là sau này nó sẽ tiêu tốn hết 500 ngàn Tại vì nó thua game, nó phải tìm tiền để nó chơi tiếp đúng không nha Dân dân đó. Cho nên không thể nào đáp ứng nhu cầu khi chúng ta còn tham sân si được hết trơn Bồ Tát Quan Âm sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta Khi chúng ta không tham, không sân, không si Thì Ngài sẽ đáp ứng liền Vì vậy Quý Phật tử muốn cầu cho Linh đó, Thì đừng tham, đừng sân, đừng si Lúc cầu á nha Và cầu cái gì đừng có chữ tham, sân, si trọng á Nó Linh lắm Thầy cảm nhận vậy đó nha Cảm nhận vậy đó à Thì cái thầy kể nhiều câu chuyện á nha đó. Thì muốn như vậy á Thì chúng ta phải học cái hạnh Quan Âm Để chúng ta cầu cho Linh nha Giờ mình học nha Rồi muốn học hạnh quan âm thì bồ tát quan âm tu làm sao nãy thầy có nói sơ rồi đó nha. trong kinh thủ lăng nghiêm thì nói là ngài quán âm thanh bên trong của mình tức là phản văn văn tự kỷ phản là ngược lại văn là nghe văn là nghe thì hai lần văn là gì phản văn là nghe lại cái âm thanh bên trong nha y kinh giải nghĩa kinh thủ lăng nghiêm ba đời chư phật sẽ oan ức y kinh giải nghĩa tam thế phật oan và cứ theo đó mà tu thì biến thành tà giáo, tà đạo hết luôn Giống như ở Việt Nam chúng ta có một cô nữ à, Phật tử Mà học tùm lum đạo hết trơn Học đạo xích đạo lâm lum qua Ấn Độ thọ giáo Qua Đài Loan thọ giáo Lập ra một cái giáo phái lớn luôn Quán âm á Quán sát âm thanh bên trong á Ngồi bịt lỗ tai nghe cái tiếng kêu bùng lên Thật ra thì quý Phật tử nín thở nó cũng có cái tiếng bùng đó nữa Đức Phật thích ca khi tu khổ hạnh ngày từng nín thở và khi nín thở nó có một cái tiếng như sấm nổ trên tai vậy đó. Nguyên nhân là cái lỗ tai mình nín thở á, bắt đầu cái oxy nó thiếu oxy thiếu oxy thì cái vùng mờ tiền đình nóc tai cái màng nhĩ nó thiếu oxy cho nên nó phải giãn nở hết sức để nó lấy một cái lượng máu rất nhỏ oxy thì chúng ta cảm giác như tiếng nổ được không nè, Đó là chuyện bình thường nha. Thì cái pháp tu mà y kinh giải nghĩa như vậy á, nguy hiểm vô cùng không có thành đạo gì hết á bởi vì sao vì âm thanh là vô thường cứ tự nhớ âm thanh không có thật tánh nó là duyên hợp thôi nha thí dụ như hai bàn tay vỗ nó mới ra cái tiếng vỗ tay bây giờ có một bàn tay chúng ta tìm được tiếng vỗ tay của một bàn tay không hãy đưa thầy hãy nói cho thầy nghe tiếng vỗ của một bàn tay có được không không có được cái đó phi logic được không nè như vậy âm thanh có được là phải có cái sự tác động của ít nhất là hai thứ đụng với nhau mới ra âm thanh, phải không quý Phật tử? Đúng không nha. Đó. Bây giờ có tiếng nói của thầy mà không có micro quý Phật tử có nghe không? À, mà có cái micro mà không có tiếng của thầy quý Phật tử có nghe không? Như vậy vừa có micro vừa có tiếng của thầy nó đụng vô mới nghe to được, đúng không nè? Như vậy âm thanh nó đâu có thực tánh, nó là duyên hợp của hai thứ đụng nhau phát ra, phải không quý Phật tử? mà ngay từ trong cổ họng thầy mà muốn phát ra tiếng nó phải lấy cái hơi trong phổi rồi nó đụng cái dây thanh âm gọi là thanh quản á giống như cái kèn mà hồi xưa mấy đứa con nít mà nó làm cái kèn tre á nha nó lấy cây tre nó lấy cái lá tre nó nhét vô á rồi thổi nó kêu té 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 đó thở bong bóng á nha cái cổ họng ta y chang vậy đó nha một cái người ung thư thanh quản còn cái họng còn phổi hơi thoát ra khào khào không có nghe hiểu không nè đó như vậy âm thanh là vô thường là sự kết hợp của sự tiếp xúc của hai thứ phải không quý phật tử như vậy âm thanh không có tánh mà mình quay về nghe cái tánh nghe là nghe cái gì có đâu mà nghe nó có tánh đâu mà nghe phải không nè nó vô ngã nó không có tánh cứ tử hiểu không nha đó đó chỉ cần quý phật tử quán sát âm thanh là vô ngã không có tự tánh là quý phật tử tu theo bồ tát quan âm được chưa nha chiếu kiến ngũ uẩn dây không trong đó sắc tức là không không tức là sắc này ha không có sắc thanh hương vị xúc pháp được chưa không có hình sắc âm thanh gì trơn á đó thưa quý phật tử nói về hạnh tu quan âm quý phật tử nhớ giùm thầy cái bước đầu tiên bước đầu tiên quay lại nhìn mình quý phật tử nhìn mình rồi nhớ nè Kinh Bát Nhã nói và chúng ta tu, chúng ta sẽ thành tựu. Thứ nhất là gì? Cái cách tu của Bồ Tát Quan Âm á, là đừng có nhìn ra ngoài nữa, chưa chưa quan sát người khác, chưa quan sát cái gì bên ngoài đó. Hãy ngồi lại, tự tại quán chiếu lấy con người của mình, quý Phật tử nhà. Mà khi quán chiếu con người của mình á quý tử nhớ cho thầy một cái, cái cách như thế này nè. Quán chiếu đầu tiên á, rất là đơn giản thôi hơi thở cũng được nha hoặc là thấy hơi thở có vẻ thiền quá thì mình cũng không thích tu thiền đúng không nha tiếng nói của mình có phải là con người mình không đúng không cũng được tiếng niệm phật á rồi còn cái người nào mà thí dụ như quý phật tử đa số nữ trước mặt thầy nè không biết nam chắc ở dẫn đường khác hả đúng không người nữ là tượng trưng cho phái gì yểu đâu phải gì à phải đẹp đúng rồi phải đẹp thì mình mình làm kiểu gì cũng là phải đẹp hết trơn á nha thì mình nhìn lại mình nhìn trước gương á đây đây là cái cái cách thầy quán chiếu này nha thì nhìn lại mình mình nhìn lại mình mà nhất là phải đẹp nữa thì mình thấy mình đẹp không đẹp được không mình đừng có nói mình xấu nha mình là đẹp được không nè đó. người nam cũng vẫn thấy mình đẹp như thường cái gì có gì đâu nha thì thưa quý phật tử khi mình nhìn thấy đẹp á thì cái bước thứ hai nó sẽ khởi sinh ra Nhưng mà mình đừng có để tâm mình nó nhảy qua bước thứ hai là thành công nha à. Sanh tâm tham hoặc là sanh tâm sân với lại cái sắc uẩn của mình Tức là cái sắc đẹp của mình đi nha Cái khuôn mặt của mình á, được không? Trong kinh tứ niệm xứ gọi là đại niệm xứ Đức Phật có dạy cái điều đó rất rõ luôn với Phật tử nha Kinh đại niệm xứ rằng là Này các thầy tỳ kheo Khi quan sát sắc của cơ thể mình đó nha à tức là hình thân thể mình đó nha thì sao với cái tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm à, mà không khởi tâm tham ái hay là sân hận với sắc được chưa một cái câu kinh như vậy đọc có chúng ta thấy nó xa lạ lắm mình chỉ cần chuyển thành một chút thôi khi chúng ta ngắm hình ảnh chúng ta trong gương chúng ta đừng có khởi tâm yêu thích nó cũng đừng có khởi tâm ghét bỏ nó là quán tự tại Bồ Tát đó quý Phật tử nha, là Quán Âm đó. được không nè? Đó. Rất đơn giản vậy thôi, kết hợp Bát Nhã với lại tứ niệm xứ lại là chúng ta thành công, được không nè? Đó. Kinh tứ niệm xứ nó quá ư là công thức đi nha. Còn kinh Bát Nhã Bát Nhã tâm kinh nó quá ư là xa vời cao siêu đi mình kết hợp hai cái một cái dưới đất một cái trên trời thành là chính giữa đúng không nè <laughs> là con người liền à đó cho nên chuyển ngữ kinh tứ niệm xứ nói đừng khởi tâm tha mái với sắc đừng khởi tâm sân hận với sắc thì thế nào là tha mái với sắc là thích đúng không sân hận là ghét là không ưa cái mặt của mình đúng không nha không ưa cái mặt của mình cái chỗ này lỗ mũi nó tẹt quá phải đi nâng nó lên vậy là sân hay là tham sân à à, lỗ mũi này cao quá trời ơi lỗ mũi mình đẹp nhất thiên hạ thí dụ vậy ha đó cái miệng mình to như hoa hậu có người thì cái miệng nhỏ như là búp bê thí dụ ha kiểu nào mình cũng đừng có tham cũng đừng có ghét nó hết trơn á nha thì đó một cái ví dụ như vậy để chúng ta quán sát ẩn đó được không quý phật tử nha rất đơn giản một khi quý phật tử quán sát con người mình mà không sanh tâm tha mái không thanh tâm ghét bỏ quý phật tử sẽ có một cái tâm rất tự tại với thân thể này mà nhất là người nữ nữa nha thì nếu mình tham cái thân mình quá khi chết và khi sống khổ lắm nha khổ lắm có rất nhiều diễn viên điện ảnh mà diễn viên điện ảnh là phải thanh và sắc đúng không nè khi mà hình sắc nó bắt đầu nó bị có vấn đề do phẫu thuật thẩm mỹ họ không dám gặp ai hết và họ chỉ biết đi chùa chỉ biết ở nhà niệm phật thôi nha tội vậy đó đó rồi trong kinh có kể một câu chuyện là một kiền liên á khi độ một cái ông phật tử già 80 tuổi á thì lúc đó ông này ổng già quá cho nên hình sắc của ổng là cũng không có đáng ưa cho nên vô trong chùa quý thầy ghét bỏ ổng không ai thèm điểm sỉa đến ổng ổng đi năn nỉ xá lời phát sao cũng không nhận ổng làm đệ tử cuối cùng 1.250 vị tỳ kheo không ai chịu nhận ổng làm đệ tử xuất gia hết đến đức phật đức phật nói sư phụ cũng không có duyên với con lát nữa một quyền liên về mới có duyên với con <laughs> một quyền liên nghe nói vậy tự nhiên xuất hiện trước mặt liền có thần thông mà nói thôi đệ tử theo thầy tu cái ổng mừng quá ổng theo một kiền liên tu mà một kiền liên thì suốt ngày đi khất thực rồi giáo hóa chúng sanh cho nên ổng ở trong kỳ viên tịnh xá ổng cũng buồn cái bắt đầu cái ổng thấy không ai thèm quan tâm đến ổng hết cái ổng buồn quá ổng cởi cái y của ổng vắt lên cành cây ổng lấy cái cọng dây giải ổng treo cổ tự tử ổng treo cổ tự tử vì ổng chấp cái sắc quẩn của ổng nó xấu quá không ai thương hết trơn ổng vừa đút cái đầu vô cái dây thòng lọng một kiền liên phóng hào quang nắm áo thầy cái bay lên không trung bay lên không trung bay qua cái hòn đảo đó không biết đảo gì nữa nha thì mới thấy xác của một cô gái vừa mới chết được một hai ngày mà gọi là sóng nó đánh dạt vô cái cái hòn đảo đó, đó. thì cô này rất là đẹp nhưng khi cô chết rồi á, thì cái xác nó chưa phân hủy đó thế là một quyền liên đáp xuống cho đệ tử mình coi thì đệ tử mình thấy có một cái con sâu con dồi á nó cứ chui từ cái lỗ mũi chui qua cái lỗ tai chui qua cái lỗ mắt cái lỗ gèn á nha, nó lỗ nước mắt á rồi nó cứ chui tới chui lui vậy đó cái nó ủa sư phụ tại sao mà cái cô này chết mà ở đâu có con dòi xuất hiện vậy nên cái hòn đảo hoang này làm gì có dòi nha con dòi đó chính là thần thức của cái cô đó vì chấp mình đẹp quá chết đi không nở buông nó và biến thành con dòi được không quý do đó nha đó khổ lắm á trong kinh cũng kể một câu chuyện thứ hai nữa vào cái thời đức phật á có một thầy tỳ kheo cũng rất là đẹp trai và qua đời sớm quý Phật tử đi tu mà đẹp trai cũng khổ lắm đó nha đó. qua đời sớm cái cái y của thầy á, là được Phật tử mới cúng dường sau khi giải hạ cúng một cái sấp vải may y rất là đẹp thì thầy đó viên tịch đi thế thì chưa tăng mới lấy cái y của thầy đó chia chia ra cho cái người nào không có y được không nè thầy có tới ba cái y cho nên là chia thì Đức Phật cản lại Đức Phật nói không được các con à để thầy khai thị cho cái vị này cái đã đừng có còn tham chấp cái y được không cái y nó không phải là sắc uẩn nhưng mà nó thuộc về sắc uẩn được không nó là che thân mình á ngã sở đó đó thế thì quý thầy không hiểu chuyện gì thì đức phật mới nói bây giờ mà quý thầy mà chia cái y này cho người khác á thì cái con rịp nằm trong cái y á nó mới hóa sanh ra thành rịp á nó sẽ mãi mãi làm rịp là bởi vì thầy tỳ kheo đó đã biến thành con rệp ở trong cái y đó rồi Do ham cái y đó quá Sắc mình đẹp rồi Mà sắc đẹp phải có cái y đẹp nó mới xứng Đúng không? Bây giờ chết đi biến thành con rệp chui vô cái y đó Đó quý Phật tử Khổ rồi đó nha thì Quý Phật tử coi chừng biến thành mấy con đó là tiêu quá nha rồi. Học hạnh quan âm là để thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh là vậy đó Được không? Đó. Thế thì chiếu kiến ngủ uẩn dai không Sẽ độ nhất thiết khổ ách là chỗ đó đó quý Phật tử nhưng mà đừng có kẹt vào cái chữ không nha chiếu kiến ngũ uẩn dây không không có nghĩa là không có thân thể không có nghĩa là không có quần áo được không không có y phục nhưng mà mình có thân thể có quần áo nhưng mình biết nó là không có bản chất không có tự tánh không có cái hồn cái ngã gì chẳng hết trơn á nha cho nên mình không có sanh tâm tham mà cũng không có ghét bỏ nó đói thì phải làm sao ăn khát nước thì phải uống lạnh thì phải mặc áo ấm nóng thì phải mặc áo mát được không Bệnh thì phải làm sao? Đi bác sĩ trước cái đã Uống thuốc tầm bậy chết <laughs> Rồi à, à. Nhớ giùm đó Ở sớm thầy có cái anh Thổ Hồi xước anh Thổ anh Tú là tu dữ lắm Nhưng mà bị cố chấp cái vụ đó Quán chiếu ngủ quẩn dây không cho nên sắc Tức là không không tức là sắc Bị bệnh không đi trị Bệnh không đi trị Cuối cùng sao? Mới có hai mươi mấy tuổi chết mà ảnh cực kỳ giỏi về thiền và cực kỳ họa sĩ vẽ rất là giỏi còn anh Tú thì sao? Ảnh là lương y Cho nên mặc dù là cái thời mới giải phóng xong đi lấy kẻm gai đi bán Để kiếm cơm thì nó bình nó nổ bành đai Tân Sơn Nhất mà Nhà thầy ở ngay ngã năm trường chó gần sân vai Tân Nhất á Nó nổ cái bay cái giò luôn nhưng mà anh này cũng tu thiền nhưng mà thiền này nó thực dụng hơn là thôi sắt tức là không nhưng mà giờ mình lấy cái vế sau không tức là sắt đi cho chắc cú nha <laughs> tức là vẫn chấp có vẫn chấp có cho nên hai người bị bệnh mà anh tú thì là lương y nữa cho nên anh dùng thuốc anh trị dùng thuốc nam anh trị và anh hết cái bị viêm gan đó quý phật tử đó thế thì anh thổ thì viêm gan cái cái người dằn khè luôn không chịu ăn uống và không chịu đi trị bệnh cho nên chết sớm anh tú cũng tu chung nhưng mà không chết đến giờ vẫn còn sống đó trong sớm hồi nhỏ thầy á nha đó. thầy muốn nói rằng một người thì chấp không được chưa một người thì chấp có là cái gì cũng chăm chút cho cơ thể mình nhưng mà muốn giữ nó cũng đâu có được, có một cái chân mà nó cũng bay luôn, đúng không? <laughs> muốn giữ cơ thể toàn vẹn cũng đâu có được đâu, đúng không nè? Cho nên mình biết rằng nó hiện hữu là nó hiện hữu khi nó hiện hữu mình không sanh tâm tham đám nó. Mà khi mình xấu, mình già, mình cũng không có buồn khổ nữa, được không? Và khi mình chết thì cho nó đi mình kiếm cái thân khác, đúng không nè? Cái đó gọi là chiếu quyến thân thể là không á, mà không cũng là thân thể đó, được không? Như vậy đừng rơi vào chấp không, đừng rơi vào chấp có là hạnh quán thế âm có như vậy mới quán chiếu một cách tự tại nha hình dung được quý phật tử rồi thưa quý phật tử tới cái lúc mà quán cảm thọ mới là khó nha quán cơ thể mình á xong rồi mình thành tựu mình quán chiếu cơ thể mình không phải của mình á thì ngay lập tức đăng ký hiến tạng dùm cho thầy đi cho nó có phước nhưng mà chưa thấy cơ thể là không á đừng đừng làm chuyện dại dột đó nha <laughs> tại vì cái phút cuối cùng lúc lìa đời chúng ta còn chấp thân thể dữ lắm Bây giờ mình cứ thấy xã hội mình chạy theo đám đông Mình hùa theo người ta hiến tạng Mình cũng hiến tạng, người ta hiến xác cũng hiến xác Nhưng mà đến khi mà mình bị bệnh nằm đó Người ta vô người ta lấy tạng lấy xác Mà lúc đó mình chưa có làm chủ được á Là coi chừng lúc đó nó nổi cái tâm đau khổ lên Tâm sân là chết, được không nè Mình đừng có chạy theo cái đám đông, được không đó. Nhớ giùm thầy cái đó Chừng nào thấy, quán chiếu thấy thật sự cơ thể mình không có thật, lúc đó bỏ cũng không sao hết trơn á nha. À mình chọn cái phương pháp an toàn đi, đó. Cái thứ hai là quán cảm thọ. Quán cảm thọ là cái phần thứ hai là cái gì cảm giác của quý Phật tử? Cảm giác thật ra nó có hai loại thôi. Cảm giác đau và cảm giác sung sướng, đúng không nè? Hai loại cảm giác đó thôi. Nhưng mà quý pháp tử nhớ vậy nè. Cảm giác đau á Đức Phật dạy là quán thọ trên cảm thọ mà không sanh tâm tham đắm cảm thọ cũng không thanh tâm ghét bỏ cảm thọ nghĩa là làm sao bản chất của cái đau đớn hay cái sung sướng của thân thể nó chẳng có tốt cũng chẳng có xấu đâu quý phật tử quý phật tử thấy đau là cái khó chịu đúng không nhưng mà có những người họ thích đau lắm tại vì đau này sẽ làm cho bớt khổ cái khác hiểu không nè một sư cô ở một cái chùa ở dưới long khánh thầy có kể rồi đúng không sư cô khất sĩ 26 tuổi bị ung thư bác sĩ trả về nằm trên giường đau đau kinh khủng lắm cái bệnh uh, ung thư của người phụ nữ á nha cái buồng trứng hay gì nó di căn á di căn như xương sống á nha mỗi lần mà cổ đau quá cổ phải lấy cái gót chân của cổ cổ giọng xuống dưới cái đơn á bằng gỗ á cái giường á nha đùng 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 đùng, đùng đến nỗi mà cái gót chân cổ sưng lên vậy nè thì ở chùa cái tiếng động nó to quá nó phát ra tại cái đơn nó giống như cái trống vậy đó nha nó phát ra tiếng to quá thì ai cũng bực mình hết nói thôi con ơi con niệm phật đi chị ơi chị niệm phật đi chứ chị làm đùng đùng lại chúng cũng không có tu được mà chị cũng đau cái chân đó nói, trời ơi đau bụng quá mà không có giọng dày thì làm sao nó hết đau bụng nha mà đau quá mà niệm phật cái gì nổi mà niệm phật đúng không nè cổ nói vậy thấy tội lắm đến khi cổ qua đời á thì trong chùa quý phật tử vẫn còn cái tiếng giọng đùng 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 suốt 49 ngày. 49 ngày. Đó. 49 ngày luôn. Thì sau 49 ngày mời quý thầy đến cầu siêu làm lễ trai đàn bạc độ xong rồi mới hết được cái tiếng đó. Đại chúng mà lên tụng kinh là dưới nghe cái tiếng đùng đùng vậy nè. Giống như mọi người đi tụng kinh sướng quá còn em đau không ai để ý. <laughs> giọng để ý, gây sự chú ý cho mọi người vậy đó. Cái phòng của cổ là gần 10 người ở là không ai dám mở luôn dọn qua chỗ khác luôn đóng cửa suốt luôn bốn chín ngày đó cảm thọ còn thấy thiệt hết để quý phật tử đừng có tưởng là không có thiệt kể cả người tu nha xuất gia cho nên mình phải chú ý chỗ đó cho nên cái lúc mà mình chết thưa quý phật tử theo cái trường phái thượng tọa bộ á, là một bộ phái trong phật giáo thôi không phải đại diện cho toàn thể phật giáo nha là sau khi mình chết thần thức mình nó sẽ đi ngay tức khắc tái sanh vào một trong sáu nẻo luân hồi liền nhưng mà còn 19 bộ phái khác trong Phật giáo Hơn phân nửa đều chấp nhận rằng là sau khi chết không phải là đi liền Mình lấy một tư tưởng một bộ phái mình đại diện cho toàn thể Phật giáo là không có đúng nha Thí dụ như là bộ phái uh, uh, gọi là độc tử bộ nha Rồi bộ phái nhất thiết khủ bộ vân vân Đều công nhận rằng có thân trung ấm với Phật tử Chứ không phải không có nha Đó và đặc biệt là cái bộ phái mà sau này gọi là căn bản nhất thiết của bộ, được truyền qua bên Tây Tạng, đó, là họ hình thành nên Phật giáo Mật Tông bên đó đó, nha. Là họ đều chủ trương rằng sau khi chết còn tới 49 ngày, gọi là thân trung ấm, nha. Không phải họ chủ trương nữa mà do công phu thiền định của họ, họ thấy cái thế giới đó quý Phật tử. Vì vậy mà quý Phật tử phải lưu ý một điều rằng, với cái trình độ học Phật của mình, với cái trình độ tu chứng của mình Mình chẳng có thiên nhãn để mình thấy thế giới vô hình Cho nên mình đừng bao giờ phủ nhận khi mình chưa thấy hết đó. Thầy nói thật đó, nha đó. Do đó mà chúng ta cần phải lưu ý Và trong tử thư Tây Tạng có nói rằng là Chúng ta có tám thức Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mạc na thức Và a à, lại gia thức Thì mỗi một tiếng đồng hồ nó mới ra đi cho nên nó có 8 tiếng để mà nó ra đi tiếng tiếng thứ tám nó mới cái thần thức nó mới ra đi luôn nha Ai tin không tin, thầy tin được chưa? <laughs> thầy tin là bởi vì thầy cảm nhận được cái đó. Cái mới đây thôi, cái bà mẹ của cái anh trưởng công an của xã Tà Lại, cái chùa thầy mới nhận á nha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai á là kêu thầy qua, thầy ơi, thầy qua giúp mẹ em, mẹ em lạnh chân từ hồi tối hôm qua mà sáng 3 giờ sáng ổng đã gọi điện rồi nha. Bây giờ nó lạnh từ từ nó lên tới đầu gối rồi, thầy nó lên tới đùi rồi thầy nha. Cái chứ mình nó, nó nhưng mà để chờ thầy công phu sáng quý Phật tử tại chùa thầy cho Phật tử vô công phu khuya luôn. là tụ công phu khuya xong nó thanh tịnh tâm mới qua trợ niệm được. với tự biết qua trở niệm xong rồi á là bả chỉ còn ấm được từ cái bụng lên ha nha. Rồi từ 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 nó nó nó, nó lạnh từ 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 đầu xuống nó nó ấm ở trái tim được nhưng mà bả còn quơ qua quơ lại, kêu bả còn mở mắt nha. Nhưng mà ở phần dưới nó chết rồi nha. Thì sắc uẩn nó từ từ nó chết rồi nha. Nhưng mà sau đó thì trợ niệm cho đến khoảng 9 giờ mấy 10 giờ tự nhiên bà bị ung thư gan di căn mà cái bụng bà đang trướng cái này cái nó xì ra máu mũ rồi nó ra đường hậu môn đường tiểu đường sinh dục đồ nó ra cái tả này vừa thay bỏ cái tả vô là nó ướt đen xì luôn máu mũ rồi ra hết luôn nha cái bụng bà xẹp xuống bà nhẹ người bà niệm phật mấp máy theo cái tiếng trợ niệm rồi khoảng chừng 11-12 giờ bà ra đi được không khoảng 8-9 tiếng vậy đó nha đó ở ra đi một trong một cái nụ cười, thưa quý Phật tử, thầy nói cái chuyện thế giới vô hình cho mà nghe, anh công an anh nói, anh không có tin, anh kêu thầy bằng chủ trì, bằng anh chứ không kêu bằng thầy, <laughs> anh là đảng viên, anh không có tin, ví dụ đó, anh nói chủ trì sao tôi thấy nó kỳ vậy nè, nhất là mẹ tôi nói là từ hôm qua đến nay, mẹ tôi luôn luôn thấy rất là nhiều người đông người đứng ở bên cửa sổ nè, rồi đi vòng vòng xung quanh, mà đặc biệt là có 8 người cứ kêu mẹ tôi đi không à nha, À, thì chứ mình nói coi chừng thầy thì chuyên môn là, là, là niệm phật dược sư cho nên có chắc tám vị bồ tát dắt bà đi chứ gì nữa <laughs> nhưng mà bà chưa chịu đi á đó. Đó. thế thì à, anh nói nhưng mà cũng từ cái đêm hôm trước một đêm á là có con chim cú nó bay về cái vườn nhà ảnh nó cứ kêu suốt đêm vậy đó và sáng cái đêm hôm đó là bà bắt đầu lạnh chân á nhà con chim cú rồi lúc đó mà nó kêu suốt một đêm vậy đuổi cách mấy nó cũng không đi hết trơn á cứ tự thấy không nha Tại sao chim cú nó đến để báo hiệu người chết? Bản thân thầy cũng kinh nghiệm đó luôn, đừng có nói không có thế giới vô hình. <laughs> Giờ thầy kể một chút nữa được không nha? <laughs> dạ. Thưa quý Phật tử, thầy là một người khoa học, thầy được đào tạo là trong cái lớp 11 12 thầy cũng học chủ nghĩa Má Lênin mà thầy say mê chủ nghĩa đó lắm nha. Rồi thầy vô đại học, thầy học đại học y dược cũng học về khoa học không à. Rồi thầy học đại học Anh văn cũng phải học lại chủ nghĩa Mác Lenin, thầy học cử nhân quản lý bệnh viện cũng học lại chủ nghĩa Mác Lenin. Nói chung là toàn bộ là chủ nghĩa duy vật hết mà tại sao thầy phải tin là vậy nè. Cái lúc mà thầy qua Ấn Độ, thầy học Phật á, thì thầy đang ngồi học bài buổi sáng hôm đó có con chim cú nó bự lắm, nó bay vô trong phòng của thầy, nó to như là con mèo vậy đó quý Phật tử. Cái lỗ tai giống y như lỗ tai con mèo. Con mắt cũng giống con mắt con mèo, cái mặt cũng giống con mèo lắm cái nó bay vô thầy thấy con lần đầu tiên mà thầy mới thấy con chim cú thầy mừng quá thầy nó con chim đẹp quá để mình lén lén ra mình đóng cửa sổ mình bắt nó mình nuôi thầy lẹt lẹt vừa ra cửa sổ một cái nó từ trên cái đầu tủ lạnh cái nó bay ra cửa sổ nó đứng cái nó bay ra cái lan can nó đứng nó nhìn qua cái phòng kế bên nó phải phòng thầy mà cái phòng kế bên đó, đóng cửa là phòng thầy bên phòng kế bên là con của bà chủ nhà nó làm cò nhà đất gọi là dealer, nó đi làm buổi sáng tối nó mới về thì nó nhìn miết vô cái phòng đó cái thầy quắc nó vô come in please nó vô đây chơi nó không có vô mà nó quay đi nó bay đập cánh nó bay xa luôn thầy tiếc ghê con chim đẹp quá trời mà nó to vậy nè nó to như con mèo lớn vậy đó đó cái ngày hôm đó tối hôm đó con bà chủ nhà đi về tự nhiên biết cái chuyện gì cãi lộn với bà mẹ mà nó cãi bằng tiếng hindi mình đâu có hiểu đâu lên cho nó đóng cửa cái sầm một cái cái thầy nói tự nhiên nay về cãi lộn bà mẹ nha Sáng hôm sau bà mẹ lên đập cửa đùng đùng nó không có mở cửa. Cái thầy mới leo lên cái lan can mà cái chỗ mà con chim cú nó đứng á, thầy nhìn qua cái tâm cửa là cái tráng cửa mà bằng kiến á, thầy thấy nó ảnh treo cổ lủng lẳng này Thầy mới chạy ra, thầy nói với bà là à, à hi hên, tức là à, nó đã treo cổ rồi nha. Thế là bà xỉu, bà, xỉu luôn tại chỗ luôn đó cái, cái mấy cái anh ở trên lầu cũng là sinh viên người Nepal rồi đó anh chạy xuống anh nghe nói là có người treo cổ anh chạy xuống cái chứ mình nói tôi thấy ảnh treo cổ rồi bây giờ mình làm sao mà cứu ảnh để mà hô hấp nhân tạo cái nói bây giờ cái cửa này sao hai người đạp cửa cái đùng vô một cái chứ mình lại ôm cái chân ảnh do cao lên còn cái anh người Nepal thì gỡ cái dây thòng lọng và là bằng cái khăn á gỡ ra đặt xuống thì thấy lưỡi anh lè ra người tím hết rồi không có cứu được nữa chết lâu rồi nha đó con chim cú đó quý Phật tử 8 giờ sáng hôm nay nó vô Tối hôm đó các anh nó tự tử nó Đóng cửa đi nó đâu nghe được cái mùi gì Nhưng có lẽ là nó có Nó thấy được những người cõi âm Có lẽ là đến vòng vòng ở đó đó nha Sứ giả thần chết đó quý Phật tử nha đó. Con chim cú á Là sứ giả thần chết đó, nha. đó Nó đến nó báo hiệu Nó báo hiệu thần chết đến đó nha đó thưa quý phật tử mà từ đó trở đi ở bên ấn độ thì không bao giờ thấy được con chim cú lần nào nữa hết trơn á nó hiếm lắm nha nó hiếm lắm đó nhưng mà cái bà mẹ của anh công an cũng thấy con nghe con chim cú kêu rồi cũng thấy người xung quanh rất là nhiều cho nên cái người chết ta gọi là đám gì ta à, đám ma là một đám ma không á chứ <laughs> gì nữa thế giới vô hình đó quý phật tử thế giới ngạo quỷ nha nhiều lắm đó thì bả lạnh từ 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 chứ đâu phải bả chết liền đâu nha. Rồi khi bả tắt thở rồi á, trái tim bả còn nóng hổi à. Cho nên rằng là thầy biết chắc là thần thức bả chưa có đi, mặc dù bả không thở nữa, tim không có đập nữa, nhưng bả còn ấm ở cái vùng ngực của bà mẹ của anh công an cho nên thầy biết là chưa đi cho nên thầy biểu niệm Phật tiếp. Gần 13 tiếng 14 tiếng sau thầy mới cho liệm á nha. Đó. Với tử hiểu là thần thức nó không phải ra đi liền là một thứ hai ra đi cũng chưa chắc là tái sanh vô những cái cõi gì đó nha cũng rất có thể là thượng tọa bộ cho rằng là khi mà tử tâm chuyển thành kiết sanh thức tức là tái sanh qua đời sau á thì tái sanh vô thế giới ngạ quỷ á thì không được tính là thân trung ấm được không nha mà trong kinh nikaya có gọi là nhập xứ ngạ quỷ trong kinh a hàm cũng gọi là nhập xứ ngạ quỷ nhập có nghĩa là đi vào xứ là nơi trốn nơi trốn của ngạ quỷ có nghĩa là cái người mà đi vào thế giới ngạ quỷ nhưng mà chưa đi chưa đi tái sanh tiếp tức là ngạ quỷ là một kiếp trung gian thôi thì cái đó tạm gọi là thân trung ấm được không vẫn liệt vào thế giới ngạ quỷ nhưng ngạ quỷ ở dạng tạm thời chứ chưa phải là vĩnh viễn được không họ cũng không có phải đói khát khủng khiếp như là là ngạ quỷ thiệt nha và thân thể của họ còn hình dáng người nhưng nó được thu nhỏ lại với cái hình dáng kích thước bằng em bé 4 tuổi được không em bé 4 tuổi và nó đi lướt lướt trên mặt đất nếu như cái người đó làm thiện nhiều giống như quý phật tử mà đang ở thân trung ấm á, thì sẽ có màu trắng như bông gòn vậy đó nha còn nếu làm ác nhiều thì nó sẽ đi chuối đầu xuống và thân thể nó có màu đen như cái màu khói chiều vậy đó nha chung như giờ sư địa luận nói bà chị thầy cũng thấy cái vụ đó nhiều lắm nhà dạ thì đó là cái ý thầy muốn nói thế giới vô hình có thật thì bồ tát quan âm cũng phải có thật và cái sự phù hộ độ trì của bồ tát quan âm á, nó vô hình nhưng nó đòi hỏi quý phật tử phải tương ứng với cái hạnh tu của ngài nha là quán chiếu ngũ uẩn dây không trong đó có cái cảm giác cũng dây không rồi ha cái tưởng cũng là không chết rồi hết giờ rồi nha ờ à, còn lại hai ba, 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 cái thầy nói rất nhanh thôi tưởng là gì thầy định nghĩa thôi nha nha cho lẹ để quý tự nắm luôn mình đừng có tưởng tưởng là cái suy nghĩ trong đầu không phải cái khó nhất mà nghĩ mà sai lầm nhất của chúng ta là tưởng ổn tưởng có nghĩa là chúng ta nhìn thấy một cảnh một người mắt thấy tai nghe lưỡi nếm dương dân á chúng ta định danh định hình nó theo cái kiểu gọi là thành kiến của mình nha thì gọi là tưởng tưởng ổn thầy lấy một cái ví dụ khác nè thầy khế định có kể một câu chuyện như thế này là có cái à, em bé đó lúc mà thầy đi đám á nó 17 tuổi nó chết. 17 tuổi nó chết á thì thầy vô thầy làm đám á thì ba nó thì chết sớm rồi mà cái cái người mà biết rõ về nó chính là một sư cô đang tu ở thiền viện Thường Chiếu nữa. Mới nói rằng ba nó chết chỉ còn mẹ nó, mẹ nó bỏ nó đi cho nên bây giờ nó chết á, nó lúc nó còn sống nó ghét mẹ nó lắm tại mẹ nó bỏ nó nha. Rồi ba nó thì chết mà mẹ không có nuôi nó Hình như là đi lấy chồng khác hay sao thầy không biết nha Thì khi mà nó chết á, thì thầy khái định nó còn ai người thân không về Đặng thầy à, coi như là nói người thân trợ niệm cho nó Thì cái sư cô trong chùa ở Thị Nguyễn Đường Chiếu mới nói là Mời bà mẹ nó về được nha Thì mẹ tức tốc chạy về nó nằm ở đó cả ngày rồi quý Phật tử nó chết cả ngày rồi Mà khi mà mẹ vừa xuất hiện một cái á Thầy khế định nói á máu ở trong lỗ mũi nó trào ra, trong miệng nó trào ra, phân ở trong hậu môn nó trào ra, nước tiểu ở trong đường tiểu nó tràn ở tùm lum hết trơn á. Tức là nó thấy cái hình ảnh bà mẹ nó tức <laughs> nó nó nói là đại khái rằng là đi cho đã rồi con chết mới về. <laughs> à. Và khi mà đem thiêu xong rồi thầy biểu thiêu liền chứ không có làm đám gì hết trơn á đem vô thiêu liền rồi đem cái cốt nó về nhập vô tháp ở thiền viện thường chiếu liền trong hoa viên liền thì ngay cái đêm hôm đó nhập tháp rồi nha cái sư cô nằm mơ thấy rằng là quá trời người trong cái tháp đó nó vô đuổi nó ra không cho nó vô nha tại vì nói rằng mày á là mày bất hiếu với mẹ được không mẹ thương mày về chứ mẹ đâu biết mày chết đâu nha biết rồi người ta báo mới biết chứ sao biết được đó mà mày lại đành lòng là mày oán hận bà mẹ như vậy cho nên không cho mày vô đây thế thì mới mời thầy thường chiếu đến để cúng rồi cũng thiết vong á cho người ta hiểu người ta chấp nhận nó vô mới được là cô giật mình lên kể với thầy cái định thể định về nói với lại à, thầy à, hòa thượng thường chiếu á nha đó thì thưa quý phật tử cái đó gọi là tưởng ngẩn nghĩa là làm sao nó cứ thể mà thấy hình ảnh nào đó mà mình định danh mình thành kiến mình khẳng định nó là xấu hay tốt á thì đó là tưởng do tưởng tượng của mình chứ bà mẹ lúc nào cũng thương con đúng không mà con cứ tưởng rằng mẹ ghét mình hiểu không nè À chúng ta luôn luôn thấy một người bị thành kiến hết trơn á Thường thường vậy đó nha là tưởng Tưởng ngưỡng được không nè đó Tưởng có nghĩa là tưởng quá khứ Tưởng hiện tại tưởng tương lai Những cái hình bóng trong quá khứ mình cứ cho nó là thật Đúng không nè Giống như có một ông thôi hộ đầy đường á Ông là tiết độ sứ cai quản Ở vùng lãnh nam là nước Việt Nam mình á nha thì một hôm ổng đi đến phía nam thành lạc dương á ổng thấy cái vườn đào ổng đi chơi trong vườn đào thì trong cái vườn đào đó có một cái khu nhà cái ngôi nhà đó có một cô con gái và một người cha mẹ thì mất rồi thế là ổng thấy cái cái hoa đào nó tỏ lên sắc hồng mà cô gái này còn trẻ mới 16 tuổi cái má của cổ cũng tỏ lên cái sắc hồng giống hoa đào cho nên ổng làm một bài thơ nha là nhân diện đào hoa tương ánh hồng thì À, mặt người và cái hoa hồng đó, nó tương phản với nhau nó tạo ra một cái sắc hồng rất đẹp rồi ổng dán cái, bài thơ tứ tuyệt đó ngay chỗ cái cửa nhà đó thì ổng mới đi về kinh thành để ổng làm việc thì gần một năm sau cũng tiếc thanh minh ổng quay về cái khu vườn đào đó lại để ổng chuẩn bị cưới cô đó làm vợ bé <laughs> cái người làm quan nó có năm đây bảy thiếp thì khi bắt đầu bước vô thấy người cha khóc lóc ở trong nhà Vô hỏi thì người cha mới nói con gái tôi mới mất vì chờ ông không được nó tương tư và suốt một năm nay nó không ăn không uống nổi nó mới qua đời tức thời thôi. Vì cái bài thơ của ông á, ông là một tên sát nhân được chưa? Đó. Thôi hộ, thôi hộ, đau khổ cùng cực luôn. Và từ đó ông không làm thơ nữa. Ví như bài thơ của ông là lưu danh thiên cổ luôn đó nha. Đó bài thơ đề ngoài thành Nam á, đó. đó cái bài thơ đó quý tử về trên mạng coi đi nha. Thầy cũng không rành thơ cũng không nhớ chi nha. Nhưng mà cái ông này á thì ổng cứ tưởng rằng cô gái đó còn đẹp nha. À, năm trước cũng đẹp, năm nay cũng đẹp thì cái tưởng của ổng là tưởng vậy nhưng mà khi vô nhìn cái cô gái này thì cổ nằm chết rồi nha. Đó. Thì ý vậy đó, để chúng ta thấy chúng ta tưởng về quá khứ rất nhiều đúng không? Tưởng về hiện tại và chúng ta xây mơ ước tương lai bằng sự tưởng tượng. Cái đó gọi là gì? Tưởng ẩn ảo ảnh đúng rồi nha giống như thầy mơ ước mở bệnh viện phật giáo tưởng tượng đúng không rồi giảm cái tưởng nó xuống thành là nhà dưỡng lão gọi là năm sao không được tưởng tưởng hai dẹp thôi chuyển thành tưởng ba mở nhà dưỡng lão với phòng khám bình thường cũng hỏng xong đúng không ảo tưởng hết được không nè trong khi mình chưa nhìn lại mình mình chưa có chánh báo thì làm gì có y báo được không mình còn tham còn sân còn si thì làm sao mà người ta tin tưởng để người ta giúp đỡ phải không quý phật tử cho nên cuối năm ngoái là thầy tuyên bố thầy không có giảng nữa thầy không có đi dạy nữa để thầy nhìn lại năm uẩn của mình cái đã thì nhìn xong rồi tính phải không nè đó. à nhìn thấy cái tưởng của mình nó giả mà mình hồi nào giờ thầy sống với cái tưởng không thưa quý phật tử chúng ta sống với cái tưởng đó chúng ta khổ lắm quý phật tử thầy mơ ước mở bệnh viện phật giáo từ năm lớp 9 lúc chưa đi tu mỗi lần lên thấp nhang trên bàn thờ của quan công nhà thầy thờ quan công với bà quan âm á thì nói là con nguyện là sau này con làm bác sĩ chữa bệnh người nghèo từ lúc đó thầy giỏi lắm lúc học lớp 6, lớp 7 thầy dở ẹt à. nhưng mà tự nhiên lúc mà thầy biết phát nguyện tự nhiên học giỏi lên <laughs> học giỏi lên rồi vô lớp tuyển rồi thi đại học y dược đậu rồi cái đó nó cứ theo thầy hoài vậy đó là tưởng đúng không nè đó khổ vô cùng vừa đi tu mời sáng thì học học viện làm bệnh viện trưa thì học cử nhân quản lý bệnh viện, tối thì học đại học Anh văn tại chức. Nó khổ vô cùng quý Phật tử. <laughs> mà mình không biết thoát ra khỏi cái khổ đó. Được không nè? Đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta khổ vì chúng ta tưởng nhiều quá, chúng ta hãy sống thật đi nha. Là mình chỉ biết cái gì quý Phật tử? Hiện hữu trước mắt chúng ta, chúng ta ít muốn biết đủ là được rồi nha. Rồi. Cái thứ tư đó là hành uẩn. Hành uẩn có nghĩa là gì quý vị tử biết không? Là suy nghĩ của mình Là gì quý vị tử biết không? Là cái tâm tham sân si như nãy thầy nói á nha Gọi là tâm hành đó Được không nè Thì mình đừng có lệ thuộc vô nó mới hết khổ Được không? Cuối cùng còn lại Cái thức uẩn Thức uẩn chính là linh hồn của chúng ta Linh hồn ảo không có linh hồn thật Được không? Nhưng chúng ta lại chấp có linh hồn thật linh hồn ảo này là gì hình bóng mình tích tụ trong quá khứ đến nay nó lưu trong tâm thức mình kinh nghiệm sống chúng ta tích tụ đến nay nó lưu trong tâm thức mình mà mình chấp đó là mình được không quý phật tử à cái thấy cái nghe cái biết của mình ta gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức cũng là biểu hiện của cái hồn mình ra được không nhưng cái hồn này là tập hợp thôi quý phật tử nó thay đổi liên tục chúng ta cứ tưởng nó là bất biến khi chết đi chúng ta không phải như vậy đâu Thí dụ như thầy 50 tuổi thầy chết nha Không phải thầy cứ mãi mãi mang cái cái hình dáng và cái suy nghĩ 50 tuổi hoài nha Trải qua một cái sự luân hồi sanh tử Kiến thức của thầy nó quên sạch sẽ hết Nó chỉ còn ấn tượng trong tâm thôi Mà trong nhân gian gọi là ăn cháo lú của mạnh bà ở dưới địa ngục á nha đó. Thật ra là do ý thức của mình đó, nó không có đủ điều kiện phát triển Cái bộ não nó bị chết rồi đó. Đương nhiên nó sẽ không hoạt động nữa nhưng cái tiềm thức nó còn được không nè tiềm thức là cái khuynh hướng sống đó, cái thói quen của mình á cái bản chất của con người mình á người thì tham người thì sân người thì tham tiền người thì tham này kia đó nha đó thưa quý hoặc tử cái đó ta gọi là cái hồn á được không nè nó thay đổi liên tục rồi. à, thì khi mình ra đi á nên nhớ nó không phải là mãi mãi như vậy đâu nha nhưng cái ấn tượng của mình với nhau á Nó sẽ khiến cho mình đến với nhau lại Cho nên nhiều khi mình hứa Sống chung trọn đời với ai á Có khi nó đi hoài kiếp này qua kiếp kia á nha. Cứ sống trọn đời với người ta hoài á Chứ không phải giỡn à đó Thì cái đó ta gọi là cái gì? Cái thức ẩn được không? Tức là cái hồn của mình Nhưng cái hồn này không cố định Chứ không phải mình không có hồn Nha quý Phật tử Và cái hồn mình sau khi chết á Nó sẽ thành một cái thế giới Nếu như chưa đi tái sanh vô địa ngục Xúc sanh cõi người cõi trời thì rất có thể nó vào a tu la và gì và ngạ quỷ a tu la và ngạ quỷ là những thế giới thần linh và ma quỷ được không thế giới đó có thật theo lời phật dạy nhưng chúng ta không thấy được hai quý phật tử ha đó là cái ý của thầy hôm nay viết quan âm thầy chỉ mong muốn quý phật tử hãy có niềm tin rằng là có thế giới vô hình được chưa Nhớ giùm thầy nhớ đừng có bao giờ không có niềm tin Nếu quý Phật tử mà không còn tin có thế giới vô hình Thầy xin thưa Quý Phật tử sẽ bỏ đạo Phật cho mà coi Tại vì sao vậy đạo Phật nó có hai mặt Triết học là nói lý Và tôn giáo là nói sự Được chưa à Vừa rồi ở ngoài Quảng Ninh Có một ngôi chùa bị báo chí Nó tấn công kinh hồn Biết hả Chùa gì à, Chùa đó Nói về vấn đề vong linh Thưa quý Phật tử, chúng ta là Phật tử Chúng ta phải có một cái nhìn khách quan Mà theo tư tưởng Phật giáo được không? Cũng không hẳn là theo tư tưởng khoa học nữa nha Khoa học chưa đủ trình độ đối với Phật giáo Để nhận thức được thế giới vô hình nha Thế giới vô hình nó có thật Thế giới vong linh nó có thật Quý Phật tử à Đừng có nói trong kinh Nikaya Đức Phật Không có nói mai nhập, mai quỷ nhập nha trong kinh Tăng Chi Bộ có nói cái vụ mà ác quỷ nhập vào chư thiên để nói ra những cái lời sai đạo pháp được không nha. Rồi thứ nhì là gì? Thứ nhì là thưa quý Phật tử, cái chuyện mà cái đó là một bộ phái thôi đó, còn những cái bộ phái khác ví dụ như kinh Pháp Hoa có nói cái vụ quỷ nhập chứ bộ, ma nhập người chứ bộ. Quý vị coi lại phẩm trì của kinh Pháp Hoa nha. Phẩm trì của kinh Pháp Hoa số 14 15 gì đó nha. Đó có nói cái vụ một người bị ma quỷ nhập nha đó cho nên rằng là, là trong kinh có nói cái vụ đó nhưng mà cái sai là gì cái sai là lợi dụng kiếm tiền mới sai được không vong linh là có nó nhập người thầy là bác sĩ thầy đủ trình độ để phân biệt một cái bệnh tâm thần và bệnh ma nhập nó khác còn cái hãy coi video clip là nó giả tạo Tức là cái bà Phạm Thị Yến cho cái đứa bé đó nhập vong là đóng kịch Đóng kịch Nó không phải thiệt nhập luôn, nó cũng phải tâm thần luôn nha Bà chị của thầy bị mai nhập hồi lúc thầy còn học lớp 9 đây Suốt gần 2 năm trời thầy biết mai nhập nó là sao Nó không phải là bệnh tâm thần nha Không bị tâm thần được nha và cái trị mai nhập của những cái vị mà cao tay ấn như là anh thắng ở núi thất sơn hướng chị cho bà chị thầy á suốt hai năm trời cái anh bạn trai của chị thầy ổng cũng học bùa lỗ ban năm ông ảnh về anh chị không có hết nhưng mà anh thắng anh đi học ở đâu trên núi thất sơn cũng trong xóm này đi về một cái ảnh đạp xích lô ảnh đi ngang nhà thầy anh nói sau nhà của dì tư dông linh nhiều quá con vô con coi con sao thấy con liễu nó bệnh anh nói hôm nay con mệt quá con làm nổi mai anh hẹn ngày mai đến ảnh làm cái 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 gì đó anh đọc thầy còn nhớ ý như anh, cái câu thần chú là ô ô taxi si, lăng xê rồi <laughs> đọc ô taxi si, lăng xê trói cái chân của bà chị thầy từ dưới đầu gói xuống nó lạnh tanh mà nó cứng ngắc nó không cử động được còn từ phần trên trở lên nó bình thường và giống như chỉ hết ma nhập vậy đó nha hỏi một người lạ quát lần đầu tiên bà chị thầy mới gặp mà vô làm được cái chuyện đó không phải tâm thần không phải tâm thần có xuất có nhập đàng hoàng nha và bà chị hay chẳng biết một cái tiếng hoa bẻ đôi nữa mà khi mà nó nhập vô nó hát nhạc tàu không à quý Phật tử Cái mặt nó tự nhiên nó đỏ ửng lên nó hát nhạc tàu không Nó hát nhạc tàu không nha Đó hát tiếng Quảng Đông á Khiếp vậy đó nha Trời ơi hỏi tâm thần gì kỳ giấy nha Đó và sau này thầy được đi học y khoa Thầy được thực tập năm thứ năm học tâm thần học thầy mới phát hiện ra những cái bệnh về tâm thần với những triệu chứng hoang tưởng nó khác với lại ma nhập quý phật tử à thầy nói thật á nha thầy nói thật nó khác và thầy phân biệt thầy nhìn một người thầy biết ma nhập hay tâm thần hay giả bộ nữa nha. đến bây giờ thầy vẫn chẩn đoán phân biệt được ba cái loại đó được chưa nè vì kinh nghiệm bà chị thầy bị mấy năm nha. rồi kinh nghiệm thầy học về tâm thần học mấy năm kinh nghiệm về đối diện với mấy người giả bộ á nha đó, gọi là lên đồng giả bộ á được không? cho nên thế giới vô hình á mình chưa có đủ cái thiên nhãn để mình thấy mình đừng có phủ nhận nó theo thầy á nha đây là những cái lời nói từ cái kinh nghiệm cá nhân của thầy được không nè và trong kinh Phật không phủ nhận thế giới vô hình đừng có bao giờ nghe chỗ này chỗ kia nói không có thế giới vô hình được chưa nếu mà mình không tin thế giới vô hình thế giới ngạ quỷ thì coi như mình dẹp luôn cái chuyện tín ngưỡng quan âm là vừa đó nha. Đó. Cái đó là chôn vùi đạo Phật tôn giáo luôn nha, chỉ còn đạo Phật triết học. Mà còn đạo Phật triết học không thì Phật giáo sẽ bị suy tàn tại đất nước đó. Một trong những nguyên nhân làm suy tàn Phật giáo tại Ấn Độ là gì quý Phật tử biết không? là Phật giáo tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ hai phát triển theo kiểu triết học mà quên cái kiểu cái kiểu tâm linh cái kiểu tôn giáo được không quý Phật tử cái kiểu siêu hình đó đó nha cho nên khi mà bị hồi giáo nó tấn công một cái đó, là không ai đi tu cũng không ai tin về cái chuyện mà thế giới vô hình nữa là Phật giáo biến mất khỏi Ấn Độ luôn là vì lý do chỉ phát triển triết học mà quên tôn giáo thì quý tử nhớ nha rồi hỏi thầy mong rằng với một chút kiến thức của thầy thì giúp quý tử có thêm niềm tin thôi chứ không phải bài giảng nha dạ yeah. ai với đào phật bây hey, giờ à, chúng ta nghĩ ạ à. dạ. Yeah. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch thầy à, đã hơn một giờ thuyết pháp à, chúng con đã cảm nhận được những gì chúng con cần tin và những gì chúng con không nên tin và hy vọng rằng mai này chúng con sẽ còn được gặp lại Thầy để lắng nghe những câu chuyện về tâm linh rất là hấp dẫn. Và chúng con nguyện cầu Hồng An Tam Bảo, Gia Hộ cho Thầy luôn được Pháp Kệ Kinh An, luôn là người Thầy hiền, Thầy sáng để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Và giờ đây chúng con cung tĩnh Thầy, mời toàn thể hội chúng à, hồi hướng. nguyện <Người> đem ma công ma Đức này mà về chung cổ trỗi ba hồi chuông trống cung tiễn thầy hồi quy về phương trường toàn thể đậu tràng chắp tay trang nghiêm để cung tiễn thầy <laughs>